lộ thân thế cực sốc của tỷ phú Malaysia đồng ý mua lại dự án 13.400 tỷ của bà Trương Mỹ Lan. Quý vị thân mến, sau bao ngày truy tìm, thì vị tỷ phú muốn rót tiền vào dự án của bà Trương Mỹ Lan đã lộ diện. Đây là chân dung của vị tỷ phú người Malaysia, đã gật đầu đồng ý mua lại dự án của bà Trương Mỹ Lan với số tiền 13.400 tỷ đồng. Ông này đã cứu bà Lan dự án 6A với diện tích 26 hecta tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, hiện chưa bị kê biên, cũng chưa bị thế chấp. Ít ai biết được, tỷ phú này đã từng lọt vào danh sách tỷ phú Forbes trong 6 năm liên tiếp, từ năm 2010 đến 2015. Vậy, tỷ phú này ngoài nhiều tiền ra, ông này còn có gì đặc biệt? Mối quan hệ của tỷ phú này với bà chủ Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan sâu sắc cỡ nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Chân dung tỷ phú. Mới đây, theo như phiên biện hộ vào ngày 18 tháng 11, luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan nói về vị tỷ phú muốn khắc phục hậu quả bằng cách mua lại dự án 6A tại huyện Bình Chánh. Theo như vị luật sư này bào chữa, đối với dự án 6A có quy mô diện tích 26 hecta tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, hiện chưa bị kê biên, dự án này đã có tỷ phú người Malaysia đồng ý đầu tư vào dự án. Sau khi trừ đi các chi phí giá trị khu đất này, còn 20.000 tỷ tên thật. Van Sang Tan Sinh, năm 1952 là doanh nhân, người sáng lập của Berjaya A Corporation, một tập đoàn kinh doanh đang ngành nghề lớn tại Malaysia. Các cụ nói, cấm có sai, chọn bạn mà chơi, bạn sẽ là trung bình cộng của 5 người bạn thân nhất. Đúng là Trương Mỹ Lan đã chọn được rất nhiều tỷ phú để chơi cùng, chứng tỏ cái tầm của bà phải ở mức server vũ trụ, chứ không phải là loại suông lật mở thân thế của vị tỷ phú này. Một câu hỏi lớn được đặt ra là, bà Trương Mỹ Lan với tất cả những tai tiếng và sóng gió mà bà phải đối mặt đã tìm thấy được chỗ đứng vững vàng nào trong thế giới của những đại gia? Liệu mối quan hệ này thực sự là một sự hợp tác đơn thuần về kinh tế hay ẩn chứa những yếu tố tâm lý mà chiến lược khôn ngoan hơn rất nhiều? Đầu tiên chúng ta cần phải nhìn nhận rõ về thân thế của tỷ phú Malaysia này. Không phải ai cũng có thể dễ dàng đặt mình vào vị trí của những người đã từng lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes, đặc biệt là suốt 6 năm liên tiếp từ 2010 đến 2015. Những con số này không chỉ nói lên sự thành công về mặt tài chính, mà còn phản ánh được một cá nhân có chiến lược đầu tư sắc bén và tinh tế trong quan hệ đối tác. Người này rõ ràng không phải dạng người có thể vung tiền qua cửa sổ, mà họ biết cách làm như thế nào để đồng tiền của mình sinh sôi nảy nở một cách hiệu quả nhất. Hiện nay, Berjaya Corporate đang hoạt động trong các lĩnh vực bán lẻ bất động sản, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và giải trí, quản lý trò chơi và sổ số, dịch vụ tài chính thực phẩm và nước giải khát, kinh doanh và phân phối ô tô, dịch vụ môi trường giáo dục. Ông còn nắm cổ phần trong các doanh nghiệp liên quan đến Internet, tiện ích nước, phương tiện truyền thông, bán lẻ và viễn thông của đất nước này. Không những thành công trên thương trường, ông Van Sang Tan còn được biết đến có mối quan hệ mật thiết với các nhân vật chính trị nổi tiếng của Malaysia. Thông tin cập nhật mới nhất trong tháng 4 năm nay, vị tỷ phú này có giá trị tài sản ròng là 730 triệu đô la Mỹ và trở thành người giàu thứ 29 trong top 50 người giàu có nhất Malaysia. Câu hỏi đặt ra là, tại sao tỷ phú này lại chọn hợp tác với Trương Mỹ Lan, người đang vướng vào vòng lao lý, thậm chí sắp nhận án tử hình hoặc nhẹ nhất là chung thân? Mỗi quyết định đầu tư của ông đều có sự tính toán kỹ lưỡng, không phải chỉ là đầu tư theo kiểu ăn sổi ở thì, mà là những chiến lược đã được lên kế hoạch đầu tư. Điều này càng rõ nét hơn khi ông chính là người đã đứng ra cứu giúp bà Trương Mỹ Lan trong bối cảnh khó khăn hiện tại. Tại sao ông lại lựa chọn dự án này? Tại sao bà Trương Mỹ Lan lại là người ông muốn hợp tác? Hãy nhìn vào khối tài sản khổng lồ của ông Van Sang Tan với tổng tài sản lên tới 4,7 tỷ đô la Mỹ. Tính đến cuối năm tài chính 2023, ông cũng là người từng lọt vào danh sách tỷ phú Forbes trong 6 năm liên tiếp từ 2010 đến 2015, với mức tài sản cao nhất lên đến 1,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2014. Tự hỏi một người giàu có như ông, không thiếu cơ hội đầu tư vào bất cứ dự án nào, lại quyết định bước chân vào một dự án đầy rủi ro,
như dự án 6A của bà Trương Mỹ Lan. Tất cả những câu hỏi này đều đang dần được hé lộ qua những bước đi chiến lược trong mối quan hệ của họ. Bà Lan không chỉ là người sáng lập Vạn Thịnh Phát, bà này cũng là một trong những người có tầm ảnh hưởng trong giới siêu giàu. Chính vì vậy có thể hiểu tại sao những tỷ phú lớn như người Malaysia này lại có thể chọn bà làm đối tác. Một điều quan trọng cần chú ý là trong thế giới kinh doanh, đôi khi không phải tiền bạc hay danh tiếng là yếu tố quyết định, mà chính là mối quan hệ sâu sắc giữa các bên. Tỷ phú Malaysia có thể nhìn thấy ở Trương Mỹ Lan một cơ hội lớn, một sự kết nối có thể mang lại lợi ích lâu dài cho cả hai bên. Câu nói chọn bạn mà chơi có lẽ đã được áp dụng chính xác trong trường hợp của Trương Mỹ Lan, không phải ngẫu nhiên mà bà có thể thu hút được những tỷ phú lớn như vậy vào các dự án của mình. Đáng chú ý, đầu năm 2016, tập đoàn Berjay A bước chân vào Việt Nam khi đã vượt qua 5 tập đoàn quốc tế khác, được cấp phép đầu tư cho dự án hợp tác với công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Được biết thương vụ này với tổng giá trị dự án lên tới 210 triệu đô la Mỹ và kéo dài trong 18 năm. Thêm vào đó, Berjay A cũng là tập đoàn Malaysia đầu tiên được cấp giấy phép đầu tư và phát triển về bất động sản tại Việt Nam. Điểm lại các dự án bất động sản của tập đoàn vị tỷ phú này. 1. Khu đô thị mới Thạch Bàn Hà Nội, Garden City với 500 triệu đô la Mỹ. 2. Sở hữu hàng loạt khách sạn lớn, trong đó bao gồm 75% cổ phần khách sạn Intercontinental và 70% cổ phần khách sạn Sheraton. 3. Khu đô thị Đại học Quốc tế Việt Nam VIUT ở năm 2008 với giá trị đầu tư 3,5 tỷ đô la Mỹ. 4. Trung tâm thành phố mới Nhơn Trạch với tên thương mại là Nhơn Trạch New City Center với giá trị đầu tư lên đến 2 tỷ đô la Mỹ. 5. Dự án Biên Hòa City Square với giá trị hơn 210 triệu đô la Mỹ. 6. Làng Đại học Berjay A Việt Nam, Batia tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Trung tâm Tài chính Bata Việt Nam, PVFC đặc biệt hơn cả, là đa số dự án được chấp thuận đều còn nằm trên giấy và bỏ đất hoang. Đến nay vẫn chưa có chuyển biến mới nào. Nói về tiền thì ông này nhiều vô, kể tính đến cuối niên độ tài chính 2023, kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng tài sản của Berjay A ở mức 4,7 tỷ đô la Mỹ. Đúng là người giàu, thích thì nghỉ, không sợ không có việc. Mà ông nghỉ sang làm cố vấn, ông Vivek Sankaran đã từ bỏ vị trí chủ tịch không độc lập, không điều hành của Berjay A Corporation vào tháng 3 năm 2023. Hiện ông là cố vấn cho hội đồng quản trị của doanh nghiệp. Theo báo cáo thường niên năm 2024 của ông Vivek Sankaran, hiện đang là chủ tịch, là giám đốc điều hành. Đồng thời, ông cũng nắm giữ chức vụ giám đốc ở một số công ty khác thuộc tập đoàn Berjay A Corporation. Bên cạnh nhóm công ty, ông Van Sangtan cũng nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bán khách sạn, bất động sản và dịch vụ. Các bạn trẻ nếu muốn nghỉ việc đi chữa lành thì ít nhất phải có ít nhất một khoản trong tay, rồi làm gì thì làm. Riêng với tỷ phú này, dường như họ chưa bao giờ cho mình cơ hội rong chơi. Theo số liệu của Forbes tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2024, tổng tài sản của ông Forbes là 730 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 29 trong top 50 người giàu nhất Malaysia. Ông từng lọt vào danh sách tỷ phú Forbes trong 6 năm liên tiếp, từ 2010 đến 2015. Trong đó, năm 2014, ông sở hữu khối tài sản lên đến 1,6 tỷ đô la Mỹ. Thế mới thấy người giàu nói gì cũng được. Chúc mừng ông Vivek Sankaran đã hào hiệp ra tay cứu bà Trương Mỹ Lan. Nhưng sống chết thế nào, vẫn phải đợi ngày tuyên án mà hội đồng xét xử quyết định. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những vụ việc đáng chú ý. Sau đây, tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với những vụ việc đáng chú ý sau đây. Bắt khẩn cấp 8 đối tượng dùng bom xăng và vũ khí nguy hiểm tấn công cảnh sát. Mới đây, đã xảy ra một vụ án chống người thi hành công vụ đặc biệt nguy hiểm, gây xôn xao dư luận. Vụ việc đã khiến 5 cán bộ chiến sĩ bị thương. Cụ thể, trưa ngày 18 tháng 11, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Nhan, 53 tuổi, và ông Lê Văn Điền, 52 tuổi, ngụ tại xã Tân Lập, thị xã Tịnh Biên.
Lê Phước Giang 33 tuổi, Lê Phước Hoàng 25 tuổi, cùng là con của bà Nhan. Nguyễn Văn Lộc 42 tuổi, cháu bà Nhan. Lê Công Triết 42 tuổi, Nguyễn Thị Bích Thủy 44 tuổi và Lê Thị Thương 43 tuổi. Các đối tượng cùng bị bắt giữ vì hành vi chống đối, tấn công lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ. Trước đó, thuộc diện thu hồi đất để thi công dự án nâng cấp tuyến đường DT945. Nhưng gia đình bà Nhan không thống nhất giá bồi thường. Dù nhiều lần đoàn công tác đã tuyên truyền và vận động, vì thế đoạn đường qua khu vực này đã chậm triển khai. Ủy ban Nhân dân thị xã Tịnh Biên sau đó đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình bà Nhan. Sáng ngày 18 tháng 11, trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế thu hồi đất, thành viên trong gia đình của bà Nhan đã sử dụng bom xăng và hung khí để tấn công lực lượng chức năng, khiến 5 cán bộ chiến sĩ bị thương. Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Quý vị thân mến, tuyến đường DT945 dài gần 40 km nối huyện Châu Phú An Giang đi qua khu vực Tứ Giác Long Xuyên đến huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Tại xã Tân Lập có 641 hộ dân thuộc diện thu hồi phải di rời. Hầu hết các hộ dân trên tuyến đường đều thống nhất chủ trương chính sách bồi thường, hỗ trợ của nhà nước và ủng hộ địa phương sớm thi công, hoàn thành công trình. Riêng có gia đình bà Nhan không thống nhất được giá bồi thường. Dù nhiều lần đoàn công tác đã tuyên truyền vận động, vì thế đoạn đường qua khu vực này đã chậm triển khai, bắt khẩn cấp cán bộ tư pháp lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ súng trái phép. Ngày 20 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Khánh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Khánh từng là công chức địa chính Ủy ban Nhân dân xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Thời điểm bị bắt giữ, ông Khánh đang là công chức tư pháp Ủy ban Nhân dân xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm. Theo thông tin từ cơ quan công an, thời gian làm công chức địa chính xã Lộc Phú, ông Nguyễn Văn Khánh đã làm hợp đồng, thỏa thuận giao khoán đất rừng cho nhiều hộ dân rồi nhận tiền. Cơ quan chức năng xác định toàn bộ diện tích mà ông Khánh làm hợp đồng, giao khoán cho người dân thuộc hạng mục rừng công cộng và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm quản lý. Việc ông Khánh tự làm hợp đồng giao khoán đất rừng và thu lợi bất chính, sau đó đã bị người dân tố cáo lên cơ quan chức năng. Chiều ngày 20 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Khánh để phục vụ điều tra. Tại nơi ở của ông Khánh, công an cũng phát hiện ra một khẩu súng hiện chưa rõ chủng loại cùng nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan đến vụ án. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sự thật về biệt phủ như đại nội thu nhỏ của con trai 26 tuổi, giám đốc Sở tỉnh Huế. Quý vị thân mến, mỗi đóng góp đều có ý nghĩa chung tay giúp đỡ đồng bào. Tuy nhiên, có những chuyển khoản ủng hộ lại khiến nhiều người phải suy nghĩ. Việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan mặt trận các địa phương lần lượt đăng tải hàng chục nghìn trang sao kê tài khoản ngân hàng tiếp nhận tiền ủng hộ của đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trên cả nước lẫn kiều bào nước ngoài hết mình hỗ trợ đồng bào đang trong hoàn cảnh khó khăn. Hàng triệu người dân nhanh chóng ủng hộ, chuyển tiền vào các quỹ cứu trợ trung ương, tỉnh thành có người ủng hộ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng. Có những tài khoản cá nhân ủng hộ hàng trăm triệu đồng. Nhờ công khai danh sách giao kê của cơ quan mặt trận, không ít cá nhân, nhất là những người của công chúng, đã lộ rõ chân tướng. Một số người nổi tiếng lên mạng xã hội khoe rằng đã ủng hộ vào quỹ cứu trợ 500 triệu. Nhưng thực tế, qua sao kê, cộng đồng mạng chỉ phát hiện cô chỉ chuyển khoản 500.000 đồng. Tương tự, cũng có nhiều tài khoản trên mạng xã hội bị cộng đồng mạng tố phông bạt khi cắt ghép thay đổi số tiền chuyển khoản. Hầu hết đều xuất phát từ động cơ sống ảo, thích thể hiện năng lực tài chính, trình diễn lòng trắc ẩn hay muốn đánh bóng tên tuổi. Đáng buồn hơn,
có những người coi đó chỉ là đùa cho vui. Chưa kể không ít người có hành vi lừa đảo thông qua hình ảnh ủng hộ ảo để tạo dựng uy tín rồi trục lợi. Đáng chú ý, theo bảng kê tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 9 xuất hiện cả những giao dịch ủng hộ 1 đồng, một số trường hợp khác chuyển khoản dưới 1.000 đồng. Dẫu biết rằng tấm lòng không thể quy ra bằng con số, dù bất kỳ con số lớn hay nhỏ đến cỡ nào, mỗi đồng đóng góp đều có ý nghĩa chung tay giúp đỡ đồng bào. Ở đây cũng không loại trừ khả năng là một cú bấm nhầm. Thế nhưng, trong nội dung giao dịch đặc biệt là cú chuyển khoản 1 đồng, đã thể hiện dấu hiệu của sự bỡn cợt. Quý vị thân mến, trong bối cảnh mà nhu cầu hỗ trợ của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai rất lớn, việc ủng hộ một số tiền không có giá trị thanh toán trong các giao dịch thông thường, điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, với những người đóng góp có tấm lòng chân thành. Những khoản tiền quá nhỏ góp phần gây khó khăn cho việc quản lý cứu trợ và có thể dễ tạo ra những tranh cãi không cần thiết. Nó như một hành động ném hòn đá vào mặt hồ, làm xáo trộn sự ấm áp đang lan tỏa. Quý vị thân mến, những trận thiên tai đi qua luôn để lại những tang thương rất nặng nề, và có lẽ vết thương mất mát còn bị vùi thêm bởi những trò đùa vô ý thức. Trong bối cảnh nhiều người đang gặp khó khăn, sau cơn bão số 3 một lần nữa, việc chuyển khoản số tiền không có giá trị giao dịch thật không phù hợp. Truyền thống một miếng khí đói không thể nào là cái có thể thỏa mãn thói đùa cợt để trình diễn hay đánh bóng tên tuổi hay bất cứ hình thức lạm dụng nào khác bên ngoài tấm lòng hướng về đồng bào lúc ngặt nghèo, hoạn nạn. Sự thật về biệt phủ như đại nội thu nhỏ của con trai 26 tuổi của Giám đốc Sở tỉnh Thừa Thiên Huế, quý vị thân mến. Đến theo cố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham nhũng cũng chỉ là hệ quả của những con người hư hỏng về phẩm chất, đạo đức không trong sáng. Mới sinh ra, ăn cắp lúc đầu là ăn cắp vặt, dần dần sẽ ăn cắp lớn, rồi dần dần cấu kết với nhau làm hại đến ngân khố nhà nước, hủy hoại đạo đức của xã hội, làm mất niềm tin của nhân dân. Liên quan đến vụ biệt phủ như đại nội thu nhỏ được cho là của Giám đốc Sở ở Huế gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Trong quá trình xác minh, ngôi biệt phủ trên đang được đứng tên ông Phan Thanh Nhật Minh, con trai của ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Trần Trung, trưởng phòng quản lý đô thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đơn vị đang tiến hành kiểm tra lại thông tin có liên quan đến công trình này. Theo ông Trung, sau khi báo chí thông tin về biệt phủ này, lãnh đạo thị xã đã yêu cầu phòng kiểm tra những thông tin có liên quan đến ngôi biệt phủ. Sau khi kiểm tra, ông Trung cho biết, giấy phép xây dựng của ngôi biệt phủ được cấp cho người có tên là Phan Thanh Nhật Minh, 26 tuổi, có hộ khẩu ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Công trình này đã được cấp phép xây dựng vào năm 2021. Ông Trung cũng cho biết, đội quy tắc đô thị xã Hương Thủy, Ủy ban Nhân dân xã Thủy Thanh đã có cuộc làm việc với chủ nhà để kiểm tra công trình xây dựng có đúng như giấy phép được cấp hay không. Ông Phan Thanh Nhật Minh là con trai của ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay ông Minh đang công tác tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Câu hỏi đặt ra ở đây là, một công chức nhà nước thì lấy đâu ra nhiều tiền để xây biệt phủ có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng như vậy? Theo lý giải của ông Minh, chủ ngôi biệt thự cho biết, ông chỉ đứng tên thay ông bà, và ông bà chỉ ủy quyền cho ông Minh đứng tên để thực hiện các thủ tục liên quan đến xây dựng, chứ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện vẫn đứng tên ông bà ngoại. Công trình như biệt phủ nói trên là do ông bà ngoại của ông Minh xây dựng. Đây là nhà ở của ông bà và là nhà ở bình thường. Ông Minh cũng cho biết, khi làm các thủ tục ủy quyền sử dụng đất cho ông, thì ông bà ngoại cũng yêu cầu các con, cháu trong gia đình bao gồm cả vợ chồng ông Hải, ký cam kết không kiện tụng, tranh chấp hay có bất cứ liên quan gì đến khu đất nói trên, bởi đây là tài sản riêng của ông bà ngoại, theo ông Minh cho biết. Trong quá trình xây dựng, trên mạng xã hội đã có những thông tin đồn đoán là toàn bộ cấu kết gỗ ở ngôi nhà biệt phủ nói trên đều là gỗ mới và rất quý hiếm.
Đây là thông tin đồn đoán sự thật. Số gỗ trong ngôi nhà nói trên phần lớn được ông bà ngoại tôi tận dụng từ căn nhà cũ, đã được dỡ bỏ. Hiện nay, ngôi nhà vẫn đang được xây dựng theo đúng giấy phép được cấp. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị và các bạn.